Chào các bác đã quay trở lại với Mộc Hương Shop. Hôm nay nên cái vòng tiếp tục là cái vòng lu huyết long các bác nhé. Thì ở đây tôi xỏ cho ba khách hàng là cái vòng 16 ly lu huyết long VIP này. Loại này thấu quang khá là mạnh, chọn từng hạt đẹp, bóng đẹp. Cái huyết long này thì gỗ của nó, chất gỗ của nó là hàng lu gốc thì nó rất là già, cực kỳ già rồi, và đeo nó sẽ bóng đẹp bền theo thời gian các bác nhé. Các cái loại gỗ lu thì đều chất gỗ đều cứng tốt cả. Ở đây nó có một sợi 14 ly cũng loại VIP này. Đây các bác thấy loại VIP hai cái nó giống nhau, nó chất gỗ của nó giống nhau, nó nhiều dầu hơn và màu của nó sẽ sậm lại so với cái thằng lu hoa này. Lu hoa thì nó ưu điểm của nó là nó vứt rất là nhiều vân và gỗ của nó già hơn gấp 2, gấp 3 lần so với cái loại này. Đó, cái loại này thì các bác tưởng tượng như là một con như là các bác tưởng tượng như là ví dụ cái này 100 năm tuổi thì cái này nó chỉ có khoảng 40 50 năm tuổi thôi. Thì nó các bác tưởng tượng nó như vậy. Là cái này nó ít vân hơn, ít nu hơn. Nó chủ yếu là chun sụn, cũng có lu chun sụn xoắn nhưng mà ít nu thôi nha. Nhưng mà bù lại thì nó lại được nhiều dầu và thấu quang mạnh. Còn nếu mà các bác không thích thấu quang thì các bác sẽ lấy cái loại nu hoa này, vân nó đẹp, gỗ già, nó xuống màu cực kỳ đẹp. Gỗ già thì những cái loại gỗ già thì thường bao giờ nó xuống màu là đẹp nhất các bác nhé. Đây các bác nhìn thấy vân hoa của nó không? Vân hoa nu của nó này. Nu hoa là cái dòng gọi là cao cấp và rất là được nhiều anh em săn đón. Đây cái mắt chấm của nó như cái hình bông hoa đó. Thì gọi là nu hoa hoặc lu gai, hoặc là lu cám, hoặc lu gai như cám rắc đấy. Đó. Nó rất là nhiều, nó kín luôn, gần như chỗ nào nó cũng có nu, này xung quanh tứ diện nó đều có nu hết. Đó thì nó những cái hàng này nó là chọn nu, chọn từ phôi rồi các bác nhé. Đó, một anh ấy lấy sợi cái này 14 ly thì phù hợp với nam đeo tầm 50 60 kg, 70 kg các bác. 16 ly thì phù hợp với người tầm trên 70 kg, 75 80 kg. 16 ly 14 hạt, còn 14 ly đây. Hạt nhỏ hơn thì là hơn một hạt nó là 15 hạt nhé. Đều yêu cầu các bác đều yêu cầu xỏ hồ lô hết. Hồ lô thì nhìn trong cái vòng nó đẹp hơn. Còn bác nào không thích hồ lô thì có thể đeo tròn hết. Thì cái vòng nó tròn xoe. Đấy, nó tròn như này. Đó, tôi thì tôi không thích hồ lô lắm. Nhiều bác yêu cầu hồ lô thì bên tôi vẫn xỏ được hồ lô các bác nhé. Đây là gỗ lu ngọc am, lu hoa ngọc am. Tôi vẫn để tôi đeo sử dụng cái này bền lắm các bác, phủ bóng vào thì nó cực kỳ bền luôn. Đó thì bác nào mà có nhu cầu những cái vòng gỗ lu huyết long này, lu huyết long thì cái mục đích sử dụng của nó như thế nào tôi sẽ tư vấn cho các bác một chút nữa. Lu huyết long này thì chất gỗ của nó cực kỳ đẹp, gần như là giá thành nó hợp lý và nó đẹp. Nó thứ nhất là nó bóng đẹp này, thứ hai là cái chất gỗ của nó cực kỳ là tuyệt vời, cứng già chắc đanh, và các bác đeo nó thời gian nó được nâu, theo mình nó được nâu và đẹp. Thì các bác đeo một cái vòng phong thủy mà nó vừa đẹp nó lại vừa tốt nữa thì các bác rất là thích đúng không? Cho nên là cái vòng huyết long này được rất là nhiều các bác ưa chuộng là như vậy. Nó vừa giá hợp lý lại vừa đẹp, vừa chất lượng, vừa phong thủy tốt. Đó, thì cái nu huyết long này không phải là cứ có mỗi những cái hàng cao cấp này đâu. Hai cái dòng này là hàng cao cấp nhất trong cái dòng nu huyết long các bác nhé. Còn lại thì có cả hàng loại 2, loại 3. Đó. Hàng loại 2, loại 3 chọn ra đây. Thì nó không được đẹp bằng thôi, nó không được chất lượng bằng thì giá thành của nó thấp hơn các bác. Đây, ví dụ những cái loại nu này, nu đẹp này, đây nó cũng rất là đẹp đấy. Đây các bác nhìn vào đây không khác gì cái hàng VIP đây. Đó các bác thấy chưa, hai cái vòng này các bác không để ý kỹ là các bác không nhìn như này không biết được phân biệt hàng loại nào loại VIP.
Đó thì cái này nó là đỏ nhiều hơn, cái này nó đỏ ít hơn. Thì cái này nó là hàng tương đối đẹp, giá thành nó hợp lý hơn. Còn cái loại này thì nó là hàng chọn từng hạt rồi các bác, chọn từng hạt đẹp lọc rồi thì nó giá thành nó đội lên rất là cao, vì là chọn phải chục vòng, 5-6 vòng thì mới được một cái vòng như này. Thì nó là hàng chọn như vậy, thì các bác yêu cầu như vậy thì các bác tất nhiên là phải giá trị nó phải phù hợp với cái vòng, đúng không các bác? Còn những cái vòng như này bên tôi cũng chọn rất là từng hạt, rất là đẹp. Nếu mà các bác giá tiền vừa phải, hợp lý với các bác thì các bác vẫn có thể sở hữu được, nó dễ dàng hơn là cái vòng này, đúng không ạ? Đó, nó cho nó rất là nhiều nhiều loại để cho các bác lựa chọn cho nó dễ. Cái số điện Zalo của tôi này 0987863250, các bác kết bạn và nhắn tin vào đấy tư vấn thì bên đặt hàng thì bên tôi sẽ chụp hình gửi cho các bác và làm theo yêu cầu. Ví dụ mic cái hồ lô này chẳng hạn thì bên tôi sẽ chụp ảnh gửi cho các bác trước khi gửi, được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán tiền nhé. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi mà đặt hàng của một phương shop, bên tôi giao hàng tận nơi, miễn phí ship, được kiểm tra hàng. Tí tôi sẽ lên một cái cặp đàn hương Ấn Độ nữa, đốt trúc, cặp đốt trúc thì nên cái clip sau. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip của một phương shop, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe. Clip này hơi ngắn một chút các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.